Em ơi, giờ em xin việc để bảo chú âm thanh chú mở nhà. Chú mở nhà rồi đó chứ. Ghế để đấy chứ chứ đầu viên người ta cần nhạc, cái khán giả nó bỏ tắt đi. Giả bắt tắt nhà. Đây là đấu theo lối cổ truyền chứ không dùng bằng Muay Thái. Tắt nhà đây cho bạn nhạc đám ma. Không phải, nếu mà đấu đây là nhạc Muay Thái mà. Không, đó là nhạc Muay Thái nha, đây đấu theo luật cổ truyền. Chú không biết. Thank you.
Hey!